8 rưỡi chưa? Rồi 8:40 rồi. 9 giờ vô. 9 giờ làm lễ. Ok rồi, từ từ để sắp xếp rồi nó quay vô nó vừa. Cái gì vậy? Đi. Ai hỏi bánh đây ạ? Ủa nó đi sẽ lớn đậu ngoài. Chuyển 10 nắng nồi không mà giờ mình vô tới nhà rồi, chuyển mình hết sợ rồi, khỏe rồi, giờ là khỏe rồi. Cầm mấy mé nè, đây bà trái rồi, nó tới rồi. Hả? Đúng rồi, tới trăm mấy hay rồi. Đi đường ra này không hả? Đám cưới bề trái đây nè, bề trái đây nè, đám cưới nãy nhìn vô thấy là đó đó. Mình đây đó hả? Đúng rồi, đây mình bề trái không rồi tới. Vậy đó hả? Thì ngoài kia cái đường đó nó chặt quá. Cái đường đó nó chặt quá, đúng rồi, mưa bột cái đó nãy thẳng vô là tới đó chị. Nhà đó đó hả? Đúng rồi, nhà đó đó. Thì khu này giờ có đám rồi. Đi tại cái đường đó nó chặt quá, đường nó cây nhiều quá, không trống trong đây. Ủa, xe Honda bỏ rồi, có ai dòm ngó không? Không, xe Honda, có người giữ xe mà. Hả? Có người giữ xe trong đại. Có xanh ơi, hả? Có xanh ơi. Có người giữ xe đó có, không? Có. Chứ hồi ra tại kiếm xe lả luôn à. Không lẽ nó đẩy hết nguyên dàn xe. Không phải, nó đẩy một hai chiếc cũng bối rồi, chứ đừng đẩy hết dàn xe. Đẩy một hai chiếc cũng bối rồi. Đó đám cưới đó nãy nè, ngoài nhìn vô thấy đó đó đó, đây nè, đây mẹo lên nè, mình đi đường vòng. Điều gì, ai bắn pháo hồi nãy chỉ ai rồi? Rồi rồi, bắn pháo. Pháo bông ta vô hết bắn làm sao cũng được. Bắn trước chi dính lum hả? Ở cái đường này chúng quay phim đẹp lắm nè. Đúng rồi, đằng này quay phim là quá rồi. Đường này chạy xe quay đẹp nữa đó. Đường này chạy xe quay đẹp lắm. Tóm lại là quay phim lọt xuống đây là đẹp lắm. Tóm lại là quay phim cũng chưa đẹp. Nào mà ông quay phim ông qua đứng bên kia kìa, ông lấy hết. Đó là đẹp. Còn lấy vậy có thấy gì ai đâu. Cái đường đi bộ vậy đó, nhìn thấy cái đường kia đẹp đó. Cho quay phim bị cắt cỏ luôn, cỏ cắt luôn. Ba đứng kia kìa mới quay hết toàn cảnh được. Lội vậy đó cắt cho luôn. Đó người ta làm thuốc kìa, gì có mình thấy cái lên hồn bỏ. Cái gì bỏ lại đi, mẹ cho cắt lưỡi chứ. Đây, cỏ đó rồi, thấy này cỏ này là mất cái đạm nhiều mà. Cái gì cỏ đẹp quá. Có tím này nè, chất đạm nó nhiều hơn cỏ dưa, cỏ dâu đó. Xài mùa này chưa có xài, chưa có tái. Cỏ này ăn không kịp. Đó thì đó, đường đó đi thẳng vô đó. Đường đó nhỏ quá. Đi kiểu này kiểu khai ái chứ hồi tỉnh tỉnh ca bơi rồi. Bơi cho nhanh ra. Lên xe dễ lắm con. Bơi nhanh ra. Nhưng mà đường bên kia nó hẹp. Đường đó hẹp quá. Đường đó mì cây dùm lum. Đường đó không có đậu đan. Đường không có đan.